Đây là bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Đối với nhân viên mà có người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì công ty chúng ta phải khai báo, đăng ký cho người phụ thuộc để được cấp mã số thuế của người phụ thuộc. Khi đó chúng ta mới có mã số thuế người phụ thuộc để làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mục đích của việc đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh này là khi mà công ty chúng ta có nhân viên nào mà có mức lương cao sau khi giảm trừ đi những người phụ thuộc này thì cái mức đóng thuế thu nhập cá nhân của nhân viên đó sẽ được giảm đi do đó phải đăng ký người phụ thuộc để chúng ta được cấp mã số thuế còn trường hợp nào mà nhân viên không có người phụ thuộc thì chúng ta có thể bỏ qua, không cần phải đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký mã số thuế của người phụ thuộc trên HTKK như sau. Các bạn vào HTKK và thuế thu nhập cá nhân, chọn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Chọn kỳ mà các bạn cần kê khai. Các thông tin ở bên trên thì phần mềm tự động cập nhật rồi, chúng ta không cần quan tâm. Đối với những người mà đăng ký cấp mã số mới thì các bạn chọn mục 1. Còn đối với những người mà đăng ký thay đổi về người phụ thuộc thì chúng ta điền vào mục 2 và điền đầy đủ các thông tin như sau. Họ tên người nộp thuế, mã số thuế của người nộp thuế chính là nhân viên làm việc ở công ty chúng ta. Họ và tên người phụ thuộc bao gồm là con cái chưa đủ 18 tuổi, bố mẹ già mất sức lao động. Đi kèm với đó là các cái chứng từ liên quan như giấy khai sinh hoặc là chứng minh thư thẻ căn cước và giấy chứng nhận bố mẹ già mất sức lao động. Thông tin ngày khai sinh người phụ thuộc các bạn cũng vẫn phải điền vào. Và ngoài ra các bạn điền thêm các thông tin và các cột như quốc tịch của người phụ thuộc, chứng minh thư quan hệ với người nộp thuế là con, vợ chồng, cha mẹ hay là khác? Các bạn chọn tương ứng. Đối với thông tin trên giấy khai sinh thì các bạn nhìn ở trên giấy khai sinh và điền các thông tin số quyển số và quốc gia, tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã. Thời gian tính giảm trừ từ tháng đến tháng, cái này thì các bạn có thể để dài hạn ra hoặc là để theo thời hạn trên hợp đồng lao động của nhân viên công ty chúng ta. Ví dụ như là nhân viên công ty làm từ tháng 1 đến tháng 5 chẳng hạn mà trong đó có giảm trừ gia cảnh thì các bạn đăng ký từ tháng 1 đến tháng 5, còn nếu không các bạn cứ đăng ký dài hạn không vấn đề gì. Sau khi điền đầy đủ các thông tin ở các cột như vậy xong thì các bạn nhấn ghi và nhấn kiểm tra. Nếu đúng rồi thì các bạn nhấn kết xuất ra XML để chúng ta nộp cho cơ quan thuế. Như vậy để mà được ghi nhận cái giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc này thì buộc người phụ thuộc phải có mã số thuế. Do đó, nếu ai chưa có thì các bạn nhớ là phải đăng ký mã số thuế người phụ thuộc này. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên phần mềm HTKK. Chúc các bạn học tốt.